nhớ nghề thả lưới giải trí nên là đi thả lưới chút nha, quay cho mọi người xem. Hôm nay mình đi có một mình thôi, thả lưới này là lưới 1,5 cm, bắt cá mương. Thì sau hơn 10 ngày này nước cạn cạn hơn so với mấy clip trước nhé mọi người nhé. Cá mương lấy có vẻ mát mát rồi. Này nước cạn nên là mắc lưới. Này mắc lưới dồn lại mất rồi. Bây giờ mắc lưới mình này bị mắc, đi bên đấy sát bờ quá. Nước hôm nay xuống cạn. Bị quấn lưới, lại bị gấp lưới. Để lộn lưới mọi người ạ. Lộn lưới. Yeah.
quá. Chuyển sang đây thì chuyển đầu nước đây, mặt trời rất đẹp này, này. Buổi chiều bây giờ gần 6 giờ chiều, cái này bị quấn rồi, bị quấn rồi. Đây, cạn này. Nhanh này, thêm nữa nếu mà cạn hơn nữa là đợi đây chỉ lội đến đầu gối. Đi bộ mỏi chân lắm. Cái đường kia trôi nhanh thế, thành dòng chảy chính. Cạn hơn tí nữa là đoạn đây là cái cát bồi nó sẽ ra đến khu vực này luôn, và đoạn này hôm sau thành một bãi bồi. Gần cá này. Giới hạn. Bye bye, xin chào.